Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to the session this afternoon concerning the intervention in oncology. And first of all, I would like to introduce the presentation. Xin chào quý đồng nghiệp, chúng ta sẽ quay trở lại phiên đầu giờ chiều hôm nay. Và trước tiên thì tôi xin trân trọng chính mời giáo sư Thomas Vohl đến từ Bệnh viện Chợ Đại học Frankfurt, và sẽ trình bày với chúng ta về các cái kỹ thuật điều trị can thiệp điện quang trong ung thư, kể cả những cái tổn thương nguyên phát và thứ phát, và vai trò đặc biệt là vai trò của các thủ thuật đốt các tổn thương u. Xin trân trọng kính mời giáo sư. In the following, I will provide you with data from our experience in treating lung cancer and lung cancer metastasis, and we are proud to give you our experience, especially in those indications. If you look in oncology, it's currently clear that interventional oncology is a major part in oncology and will further increase the value of interventional radiology, interventional oncology. What is the role, especially in the education? So for interventional radiology, it's important to define people who have an interest in interventional radiology. We have to see the residency is most competitive as a medical specialty, especially in US. And we offer numerous management options for those patients, and is an increased role in palliative care. Interventional oncology, also in the lung, has to differentiate whether we are performing image-guided diagnostics, image-guided treatments, subspecialization, multimodality, and interdisciplinary treat. And what is important, it's for the first time also a patient-facing frontline position. You have to deal with the patient, you have to define the role between patient and interventionalist. The development means that we have to understand more on the biology and pathology of disease, on the technology, on the devices, on the accoutrements. We need as an essential image-guided knowledge, and we need procedural treatment skills in order to access, to map, and to perform action. So in lung cancer and lung metastasis, interventional oncology can mean that we first of all have in the intervention service a diagnostic and a biopsy arm, which is documented here, and then we have maybe fluid drainages, and then we have interventional oncology by performing procedures, and this can be then divided to vascular pain procedures, especially in that area. So it's important that we differentiate, that we train our people in our departments, and that we direct our imaging equipment in this direction in order to follow the diffusion of innovations, especially in that respect. One of the major goals which I try to push in Frankfurt is to have translational research by defining options, by developing and performing concepts in clinical trials, like the SURSU trials, work up multicenter studies. That is very important in order to find that. Interventions in lung cancer can be performed either vascular in the angiography, like is shown here, CT-guided, ultrasound-guided, and under certain circumstances also MR-guided. I want to start with intraarterial therapies of lung tumors. I will define with you the definition of those areas. We will define new technological developments. We will define what are the best perfusion embolization therapies, and what will be the future developments, transvenous chemoembolization, transarterial bronchial perfusion ablation therapies. First way to go, this would make sense, is to perform a transarterial bronchial embolization. So we are accessing the bronchial artery, we are looking at the vascular network, and then we can define whether we can perform here a perfusion of that network or perform an embolization, but knowing that first of all, there is an enormous variation in this vascular supply. Often the right bronchial artery arises from the intercostal bronchial trunk in more of 90%. So it's very important to define that and to look also for this problem. And we have a vascular supply of the spinal cord, especially from the left bronchial artery,
You have to be very careful, because if you see it here, then you suddenly have an access to the spinal artery. The risk is a spinal cord ischemia resulting in paraplegia, which is a disaster. This is why isolated lung perfusion was first performed by Pohlen, published in 2007, and he was perfusing the lung by the pulmonary artery. And he could show that the tissue concentration after this perfusion, for example, for doxorubicin, was 20 to 25-fold higher. So there could be a first-pass effect in that disease. Here are my technicians, and I'm very thankful to this great team I have here in Frankfurt. And this was then documented by a recent animal study in porcs, where Dr. Barabas showed that using a doxorubicin mixture in transpulmonary chemoembolization by the pulmonary artery has a mild or temporary increase of pulmonary pressure, no pathology to the lung, no ischemia of the brain. This documented how effective this can be. How the treatment is done: we insert the femoral vein, then we go to characterize the pulmonary artery, then we look for the feeders for the tumors, we look for pulmonary arteriovenous shunt, then we can place a balloon catheter into the segmental artery, and then we are injecting our drugs, mitomycin, gemcitabine, cisplatin, irinotecan, doxorubicin, and we can embolize lipidol as a permanent embolization material, or microspheres like Embocept-S as a temporary agent. Here is again shown, it's a percutaneous procedure. We have a local regional drug application. It's selective and it can be performed bilateral depending on the extent of disease. Here you see a typical angiography. We are inserting the pulmonary artery, we're injecting the contrast, and we see quite early a transgression of the contrast medium into the venous outflow, which is documented here. And this is important in order in certain tumors to look whether there's a shunting, because if you have an early shunting, it might be a problem, the drugs, embolization material, whatever, what we are injecting into the pulmonary artery is transgressing into the pulmonary vein and causing us major complications. So the stark microspheres, which are degradable by alpha amylase, are the solution, because these are hydrolyzed stark molecules with a diameter of about 50 micromole, and the half-life is at 37 degrees, about 35 minutes. And we have an enzymatic degradation by the amylase. So using that contrast agent, we are quite on the embolization material, we are quite on the safe side in that respect. A recent publication underlined that we have the two possibilities for vascular treatment in lung cancer: bronchial or pulmonary artery. They performed a phase one clinical trial, and they could show that especially in lung metastasis, there was a high rate of tumors fed by the bronchial artery, lower rate in the pulmonary artery, which is documented here. And what they could show is that CT angiography, a CT scan before, is helpful to define anatomy of bronchial, non-bronchial arteries. Bronchial angiography and pulmonary artery is essential. They have been using mitomycin C power lipidol as a contrast agent, and it was followed by Embocept-S, and the lung chemoembolization was documented here also with ethionized oil retention, the technical success rate, and the PET response showed a partial metabolic response in 40%, stable metabolic disease, and the progression only in 10%. So they proved also that here this technique is effective. And interestingly, the blood release of mitomycin aftertaste was 45%, half-life of 2 minutes, slow release 55%, more than 5 hours. So it shows that this is effective. We can achieve first pass documentation. And here, an example of lipidol placed in the pulmonary lung metastasis after the bronchial artery access, very nicely demonstrated. If we go to the second goal we want to have, is to destroy the tumor. And this is only possible by ablation. We can do it chemical, we can do it by radiation, ischemic, by thermal techniques like RFA, microwave, laser, or cryotherapy, reversible electroporation, or focused ultrasound. These are different technologies we can use. They are documented here. I think in the lung currently, the major experience is on
microwave ablation. How does it work? We have the dielectric heat loss with the different fields, and the heating shows it in the complete penetration depth. We are avoiding tissue carbonization. We have no restriction of the distribution microwave to the tissue, and we have a significantly reduced heat sink effect. I think that's a very important aspect. With a microwave ablation, what we want to achieve is a round lesion. We want to have a rounded lesion with an equal diameter in the transverse and sagittal orientation. We call it the roundness index, and here you see the Mona Lisa in an oval-shaped thermal ablation, and here in a round-shaped. So the roundness index is long to short, is one. This is a measure, you know, this is a goal. We want to achieve precise, predictable ablation zones. That's important. And here, for example, the Emplin technology documented the active part after the ablation, the passive part. This is a tumor, and this is a vessel, for example. So we have to pre-plan this. We need a good field control in order to define it. So we need sufficient ablative margins around the lung lesion, reduced local tumor progression rate, few complications we want. We want to have a high safety to you, and most likely in the lung a single antenna used. And currently the rule is about 3 centimeters in diameter. That is respectable to do. Here an example, lung metastasis, a 70-year-old male patient with unilateral lung metastasis. He underwent 3 cycles of chemoembolization, and then he was followed by thermal ablation, and still he is free of disease. You see the CT angiography before the treatment, one lesion here, one lesion in the middle field. And then after treatment, you see a downsizing of the larger tumor here. And then we see also downsizing of the tumor in the right lateral recess. After thermal ablation, we ablated all 2 lesions. During the procedure, there was a minor pneumothorax, no problem. We are immediately evacuating this. And you see the immediate scarring after the ablation. In the follow-up, it was completely resolved. Another patient, huge recurrence of lung cancer, locally infiltrating, a good indication for performing TACE, injecting via the transpulmonary position catheter into the lower pulmonary artery. You see access the inferior lobal pulmonary artery. And interestingly, if you see then after 4 TACE, tumor significant lower in volume, devascularized, homogenous, so a good result in that respect. Another example here, after the 5 TACE positioning of the catheter, quite an easy maneuver. After 6 TACE, we see here a further downsizing of the tumor, and thermal ablation was finally decided in the tumor board. We have been using a Medtronic system here, applying an energy of 10 minutes, and in the follow-up, the tumor was constant and no further metastasis. Another case, dyspnea, loss of weight. The patient detected this parahilar tumor, which is nicely demonstrated in MRI. Patient refused to undergo a systemic treatment or radiation. I biopsied the tumor here, which is demonstrated here. Then we went into the tumor board. As you see, radiology, pneumology, oncology, surgery. And the question was whether to resect, whether to perform external radiation or interventions. Finally, the patient and me decided to perform a regional application. I inserted a catheter into the pulmonary artery. We performed an angiography documenting in cone beam CT the hypervascularization of the lesion. Here, the CT follow-up showed already after 2 cycles of downsizing. Finally, we decided to perform a thermal ablation, which is documented here. You see the heat loss, the vaporization, and at the very end, the follow-up showed the scarring, but the tumor was completely ablated. In the PET scan, follow-up also 2 years later, there was still always a slight uptake of FDG. However, CT scan and MRI showed that there was no recurrence, and the patient now is a further follow-up. Now, 1 year again later, no recurrence, so complete ablation. So for the cancer and primary lung cancer, it can be summarized that if we have stage 1, surgical resection is the standard. We can have also, if it's not possible, we can use stereotactic radiotherapy, microwave, and then, of course, if you have central tumors, we have to discuss whether these patients are a good candidate in a second-line treatment
or also for the stage two lesions, also stereotactic radiotherapy, lobectomy might intention. Let's look at our data. In Frankfurt, we have treated meanwhile more than 300 patients, chemoperfusion and chemoembolization. You see maturity lung cancer, colorectal cancer, breast cancer, lung metastasis, and sarcomas. And you see this, the estimated area of survival, best in the colorectal cancer and the very best in the breast cancer, while in the lung cancer and others, the prognosis was much poorer in comparison. Our data published in 2019 showed that this method can be performed with 100% technical success rate, partial response 11%, stable disease 66, and progression only in 21, survival 30 months in neoadjuvant and ablation group. I think this is respectable. And the final slides will show you that even that statistic and artificial intelligence is helping us, because we saw suddenly, okay, here survival is better if we have, of course, a partial response in comparison to stable disease or palliative. Kaplan-Meier showed also that if you have patients with a unilateral disease, survival is much better in comparison to unilateral, to bilateral. And here an example of the ablation in the patient, colorectal lung metastasis, the liver was clear, three lung metastases, one to the heart, ablation, one centrally, difficult to ablate. You see why this lesion is always moving. You hit it like a nut in a champagne glass. And finally, that result, I managed to address all these tumors. And I had I've been lucky to control the patients 2 years after these three microwave ablations. And we had an R0 ablation. Tumors were completely destroyed. There was no recurrence in patients tumor-free. Also, combination is important. You see the lesion itself, performing chemoperfusion, embolization, and finally then ablation. Let's look at the lung tumors till 1918. You see in the therapy session, we started with laser, then we went to RFA, and finally now we're doing most of the cases microwave, and you see in the mean two sessions, overall survival 6.8 years. Now, this is how we go into a tumor board with lung, and we can offer now transpulmonary chemoperfusion embolization. We can offer transvenous access. We can use a transarterial access, depending on size and volume. And this is a treatment decision. Patient goes after our imaging, the multidisciplinary board, primary surgery, local regional therapies, chemotherapy, or then also radiation, which can be performed, and here are the techniques. I'll show another example that also if patient had already a lymph node metastasis near the hilus, we are able to inject drugs there to improve the situation. So there's always a chance, and before and after ablation, you see, and this is the advantage of microwave versus stereotactic radiotherapy. We have only minor scars. We can take during the procedure a biopsy. We can prevent tumor cell seeding documented. And here in comparison, again, we see that the embolization is a little bit better than perfusion because we have a more permanent outflow of the drug into the lesion. In summary, TACE for lung tumors is feasible, safe, and repeatable. It has some adjuvant potentials, especially if we are able in modern oncological therapeutic concept to bring the technology to the area that we can perform also neoadjuvant and afterwards the ablation in that respect. The way where to go might be MRI in the lung, not easy. Goes for the future, active research programs, platforms like radiomics helping us to get our data evaluated. And anybody who's interested in research is welcome in my department to perform research here. Open form platforms are documented here. Finally, I thank you for your attention. I wish you a wonderful meeting. Hopefully in the next years, we see us in person. And if you have interesting cases or want to more get more information, don't hesitate to stop here by in my email or call me, or we do a chat in order to help you, assist you, and or assist your patients. Thank you. Thank you very much, Professor Thomas Bo. And we hope to see you in the next. Xin cảm ơn bài trình bày rất là hay của giáo sư Thomas Bohn và rất cảm ơn sự tham dự của giáo sư.
Và tiếp theo chương trình, tôi xin phép mời báo cáo viên tiếp theo là giáo sư Louis Boyer, là một người bạn rất là quen thuộc với cả ngành chẩn đoán hình ảnh và điện quang can thiệp Việt Nam. Giáo sư là đến từ Bệnh viện Trường Đại học Clermont-Ferrand của Pháp và cũng như là Phó Chủ tịch của Hiệp hội Điện quang Pháp hiện tại. Và bài trình bày của giáo sư sẽ nói về cái việc mà điều trị tạo hình cho cái hội chứng tĩnh mạch chủ trên. Xin mời giáo sư. Aujourd'hui pour cette présentation qui est consacrée au syndrome de la veine cave supérieure et leur prise en charge par un traitement endovasculaire. Nous allons essayer en une vingtaine de minutes d'en préciser un peu les principaux les principales caractéristiques techniques, qu'il s'agisse de syndrome cave supérieure d'origine maligne, les plus fréquents, ou d'origine bénigne. De quoi s'agit-il? Syndrome cave supérieure, deux situations possibles, la survenue brutale des symptômes, qui sont donc un œdème facial et des membres supérieurs, cyanose, dyspnée, turgescence jugulaire, maux de tête, troubles neurologiques et tout, ou bien quand la collatéralité s'est développée progressivement avec le développement progressivement de l'obstacle, la survenue de symptômes beaucoup plus atténués, beaucoup plus limités, si bien que le diagnostic aujourd'hui repose avant tout sur la radiologie et avant tout sur le scanner qui est l'étape cardinale du diagnostic. Excusez-moi, de vous faire part de toutes les étapes techniques en 20 minutes. Il me semble qu'il fallait sélectionner les questions essentielles que voici. Elles sont au nombre de 8, en commençant par les trois premières. Doit-on réaliser une dilatation au ballon simple ou un stenting? Si on fait un stenting, doit-il être réalisé seul après prédilatation ou complété par une dilatation? Et troisième question, quel stent choisir? Première question donc, ballon simple ou stenting? Eh bien, on a affaire à l'association d'une compression, d'une infiltration, d'une thrombose dans un certain nombre de cas, si bien qu'aujourd'hui, pour la plupart des auteurs, c'est le stenting qui est le traitement de première intention de ces syndromes cave supérieures. Ici, une sténose cave supérieure d'origine néoplasique qui est stentée avec le rétablissement d'une lumière endo-stent de bonne qualité. Autre patient, 61 ans, amaigrissement, dyspnée, syndrome cave supérieure, le fibroscopie objective un carcinome neuroendocrine qui est traité par corticothérapie et heparine, amélioration partielle amenant à un stenting 2 semaines plus tard. Voilà le scanner réalisé chez ce patient, l'angio correspondante avec une sténose très localisée de la veine cave supérieure qu'on a stentée puis dilatée à l'intérieur du stent pour aboutir à la restauration d'une lumière correcte avec la crosse de la zygose qu'on opacifie en arrière du stent à travers les mains. Deuxième question, c'est stenting doivent être réalisés isolés ou bien avec une accompagnement par dilatation au ballon. Et bien aujourd'hui, on considère que une prédilatation au ballon a pour avantage de préciser très clairement le site exact de la lésion, de la sténose. Dans ces cas-là, il faut utiliser un ballon de plus petite taille que celui de la veine cave supérieure. En fait, en pratique, cette prédilatation est rare et elle n'est utilisée qu'en cas de difficulté de glissement. Par contre, quand on a stenté, une dilatation complémentaire au ballon est fréquente, notamment après l'utilisation de stents auto-expansibles qu'on va aider à atteindre leur dimension. Le diamètre de ces ballons doit mesurer moins de celui du diamètre du stent choisi. On utilise des ballons à basse pression et il ne faut pas attendre l'expansion complète du stent qui, quand il est auto-expansible, va bénéficier de la force radiale qui s'exprime lentement après cette mise en place du stent. Troisième question, quel stent utiliser? Dans notre esprit, ce sont des stents auto-expansibles qui doivent être préférés. Le franchissement est plus facile et dans notre équipe, nous utilisons toujours dans cette indication le wall stent depuis de longues années.
ce wall stent doit être choisi un peu plus long que la longueur de la lésion traitée, avec un diamètre qui est celui de la veine cave supérieure. Il a pour inconvénient de se raccourcir un peu et de façon asymétrique et d'exposer au risque de migration parce qu'il glisse, donc il faut des stents suffisamment longs. L'avantage principal du wall stent, c'est que il y a une grande antériorité, des publications multiples ont été utilisées avec ce stent, il est recapturable, il est souple et on dispose d'une panoplie de diamètres et de longueurs importantes. Mais à côté de ça, vous pouvez utiliser d'autres stents auto-expansibles en utilant en particulier qui ont l'avantage de ne pas se rétrécir. Les stents portés par ballonnet sont aujourd'hui abandonnés dans cette indication. Ils sont moins précis, ils sont plus courts et en pratique, après des utilisations au début des années 90, ils ont été progressivement abandonnés. Faut-il utiliser des stents à élution de médicaments? En théorie, oui, puisqu'on a affaire à une sténose néoplasique, mais les doses ne sont pas celles qui permettent de traiter une tumeur. Peut-on utiliser les stents couverts? Oui, on peut traiter les stents, utiliser les stents couverts. Nous, nous les réservons au traitement des perforations et des ruptures parce que leur positionnement est plus difficile et que leurs résultats sont sensiblement identiques à ceux des stents non couverts, même si il a pu être évoqué une plus longue perméabilité que les stents nus, mais il faut se rappeler que les stents en cave supérieure n'ont pas une espérance de vie très longue. Quatrième question, doit-on respecter la bifurcation cave supérieure, c'est-à-dire la reconstruire en faisant soit un montage en Y avec trois stents, soit un montage en canon de fusil avec deux stents? Eh bien, aujourd'hui, la littérature est claire, il n'est pas nécessaire de reconstruire la bifurcation cave supérieure, il suffit de rétablir la continuité avec une jugulaire et un côté, la collatéralité cervico-encéphalique est suffisante pour assurer le drainage de l'ensemble l'extrémité céphalique supérieure. Que doit-on faire en cas d'accès veineux central déjà en place? Si la chimiothérapie n'est plus nécessaire, eh bien on enlève le cathéter de chimiothérapie. Si elle est indispensable, il faut préserver la perméabilité de ces cathéters de chimiothérapie et de ces portes à quatre en particulier, avec deux situations. On peut bouger l'extrémité du cathéter et alors on va le mettre en situation de parking pendant le stenting pour pouvoir refaire passer le cathéter dans le stent, et s'il n'est pas possible de le mobiliser, eh bien on le laisse en place en laissant le cathéter entre le stent et la paroi veineuse, ça ne pose pas de problème habituellement. Voilà une situation de ce type, avec, vous le voyez, un porte-à-quatre du côté gauche, une sténose cave supérieure qu'on va recanaliser par le côté droit en la traversant. On opacifie, on se rend compte que le tronc veineux innominé est correct, et donc on va amener ce cathéter central en position de parking dans le tronc veineux innominé pendant qu'on réalise le stenting de la veine cave supérieure occluse, puis ensuite on ramène du parking le cathéter central du porte-à-quatre. Question supplémentaire, après le stenting, faut-il anticoaguler, utiliser un anticoagulant plaquettaire? Eh bien, la littérature n'est pas claire sur le rapport bénéfice-risque et il n'y a pas de consensus à ce sujet. Il nous paraît logique de proposer au moins un anticoagulant plaquettaire avec Tony, Frédéric Tony, qui en a une bonne expérience. Nous, dans notre pratique, il nous arrive souvent, quand on a recanalisé une occlusion, de laisser en place par la voie brachiale l'implantation complémentaire d'une PICC line pour pouvoir assurer une anticoagulation localisée quelques jours. Voilà une situation de ce type avec un malade de 78 ans, un carcinome épidermoïde, un syndrome cave supérieure malin, sténose proximale de la veine cave supérieure, très serrée, vous la voyez ici, elle est franchie, stentée, dilatée, et à l'intérieur, on va laisser par la voie droite un PICC line qui va permettre de réaliser une anticoagulation. Ce travail récent a recensé les avantages et les inconvénients de cette anticoagulation. Cette prévention des resténoses et des rethromboses de ces syndromes caves supérieures n'est pas totalement assurée par les anticoagulants. Il nous semble quand même que une
anticoagulation à dose réduite doit être proposée même en cas de sténose d'occlusion cave qui ne soit pas thrombotique, qui soit uniquement néoplasique. Comment doit-on assurer le suivi de ces syndromes caves supérieurs? Il n'y a pas de recommandation dans la littérature. Dans notre groupe, nous réalisons un scanner à 8 jours pour s'assurer de la bonne perméabilité du stent, de l'état des collatérales, pas d'angiographie systématique si on ne doit pas faire de gestes à l'intérieur. Et ensuite, après ce premier scanner à 8 jours, on ne répétera pas de scanner spécifique, mais il va y avoir souvent un suivi oncologique du thorax qui permettra de vérifier l'état de la VNK. Résultat du stenting cave supérieure en cas d'obstruction néoplasique, les auteurs sont concordants avec un succès technique qui varie de 95 à 100%, mais un taux de complication qui n'est pas nul, près de 6%, 6, 7, 8% en fonction des auteurs. Donc, il faut redouter d'une part les rosténoses qui vont être d'autant plus fréquentes que le suivi est long, ce qui, je le répète, n'est pas toujours le cas en cas de syndrome cave supérieur d'origine néoplasique. Les malades meurent souvent au bout de 6, 12, 18 mois. Par contre, des complications sont possibles en cours de procédure et être connues. Quels sont les facteurs prédictifs de cette perméabilité à distance des stent caves supérieures? Eh bien, sans surprise, le facteur déterminant de l'échec technique, c'est la thrombose. Quelques thromboses sont difficiles à franchir. Vis-à-vis des complications, le facteur prédictif le plus important est l'utilisation de stents de plus de 16 mm. Il faut donc éviter de les utiliser. Enfin, vis-à-vis des rosténoses, les facteurs suivants sont des facteurs exposants à la rosténose: occlusion cave au départ, thrombose cruorique associée à une sténose néoplasique et utilisation du wall stent. C'est des situations pour lesquelles il faudra être attentif. Dans ce travail de phase D, il était indiqué que l'anticoagulation au long cours n'influençait pas les complications ou les récurrences. Voilà le cas d'un patient de 55 ans avec une tumeur bronchopulmonaire polymétastatique chez qui le syndrome cave supérieur a été traité par wall stent. Vous voyez que la compression cave est massive, on franchit au guide, on stent et on laisse une perméabilité cave qui était incomplète à ce moment-là, on a redilaté le stent. Surtout, un mois plus tard, le malade est revenu avec une réapparition des symptômes qui nous ont fait suspecter une rosténose. En fait, c'était une réocclusion, vous le voyez. On a pu franchir avec un guide, le récupérer au lasso par le bras, ici, puis dilater dans le stent. Le résultat est insuffisant. Aussi, nous avons utilisé un angiojet pour compléter cette recanalisation, thromboaspiration complète, qui permet de rétablir une ligne complète veineuse en étendant le stent en amont et en aval. J'insiste sur l'intérêt de ces angiojets, ce système de thrombectomie. Il nous semble très utile vis-à-vis de ces syndromes caves supérieures quand on a affaire à une occlusion complète. Il va permettre de déterger et nous préférons l'utiliser à l'intérieur du stent une fois le stent posé. Je vous ai parlé des complications. Elles sont rares, mais enfin, pas si exceptionnel que ça. Vous voyez que dans la méta-analyse du Béroy, on en relevait près de 6%. Alors, il y a des complications classiques, œdème pulmonaire, embolie pulmonaire, des complications liées au matériel, fracture du stent, malposition, infection, migration du stent. C'est pourquoi nous utilisons des stents plutôt longs. Des complications hémorragiques aussi, au point de ponction, hémoptysie, et surtout une complication qu'il faut redouter, qui est la tamponade. Cette tamponade, elle peut être liée à une rupture de la veine cave supérieure, en particulier quand on utilise des stents volumineux de plus de 16 mm, et elle peut être aussi liée à une dissection et une perforation de la veine cave dans son trajet intra-péricardique. Voilà une patiente qu'on a traitée par un stent de 14 mm de diamètre et 5 cm de long. On a redilaté à l'intérieur à basse pression. Vous voyez, le résultat était correct, sténose serrée, stenting, et puis sur l'imagerie de contrôle, la malade est immédiatement en détresse respiratoire, sans douleur, sans désaturation. Quand on analyse correctement l'image, on se rend compte qu'ici, il y a une fuite de contraste qui correspond à une extravasation de
péricarde. Alors, on a quand même fait systématiquement une angiopulmonaire pour vérifier qu'il n'y avait pas d'embolie pulmonaire massive. Il n'y en a pas. Le poumon est mal perfusé, mais c'est lié à la tumeur. Par contre, il y a sur l'écho fait sur table un hémopéricarde qu'on a drainé immédiatement et qui a permis de restaurer correctement les symptômes. Après ces sténoses caves d'origine maligne, quelques mots des sténoses bénignes qui sont moins fréquentes, mais dont la croissance en fréquence augmente quand même dans notre pratique. Il peut s'agir de fibrose médiastinale liée à un phénomène primitif ou secondaire à une radiothérapie. Il peut s'agir de sténoses en aval de chaîne de dialyse ou compliquant un cathéter veineux central. Enfin, il y a un cas particulier qui est celui des cardiopathies congénitales, on verra pour finir. Quelle attitude générale adopter vis-à-vis de ces sténoses bénignes? Eh bien, il nous semble que ici, on a affaire à un endothélium qui est relativement lisse, respecté, et qu'on risque d'avoir plus que dans le cas précédent une migration du stent. C'est pourquoi nous préférons réaliser une dilatation au ballon d'abord pour bien situer la lésion, et cette dilatation peut suffire ou être complétée ensuite par un stent. Voilà les résultats habituellement observé dans cette pathologie. Vous voyez que dans cette série de 44 patients, dans 4 cas, le ballon seul a suffi. 44 patients avec une sténose bénigne de la veine cave d'origine médiastinale, c'est une grosse série. 40 ont été traités par ballon avec un résultat insuffisant qui a amené à stenter avec, dans cette série, l'utilisation de wall stent puis de stent en itinol. Avec cette attitude, on a affaire à des récurrences un petit peu plus fréquentes, vous voyez 20%, mais en se rappelant que les malades sont suivis très longtemps, plusieurs années après. Ce qu'il faut en retenir donc, de ces fibroses médiastinales, c'est que le traitement endovasculaire est un traitement de première intention, mais qu'il doit être pensé en ne se coupant pas la route d'une chirurgie ultérieure ou de mise en place de cathéters centraux. Donc, les stentings ne doivent pas être trop longs. Je répète, dans notre pratique, dilatation au ballon simple, qui peut nécessiter l'utilisation d'un ballon à haute pression. Puis ensuite, si on a affaire à un échec, un recoil ou une rosténose, on peut être amené à utiliser un stenting. Dans cette situation, on utilise souvent une anticoagulation au long cours s'il n'y a pas de contre-indication aux anticoagulants par ailleurs. Voilà un patient que nous suivons depuis près de 20 ans avec donc une fibrose médiastinale primitive et qui est revenu avec une récurrence des symptômes. Il se connaît bien, on l'a déjà redilaté 2 ou 3 fois. Vous voyez que sur le scanner de contrôle, on objective une rosténose à l'exterminaison du stent qui a pu être redilatée simplement au ballon simple. Voici le franchissement de la lésion, la dilatation au ballon et la restauration de la lumière K. Deuxième situation, les chaînes de dialyse à l'aval, donc sténose cave à l'aval d'un chaîne de dialyse sur le retour veineux. Et là encore, le traitement endovasculaire est considéré comme le traitement de première intention. Quels que soient les résultats au long cours, ils seront moins bons qu'en cas de sténose par fibrose médiastinale, mais c'est le traitement endovasculaire qui doit être proposé et dans cette situation, il nous semble que le stenting est plus souvent nécessaire en utilisant dans notre pratique le plus souvent un stent non couvert, mais certains auteurs ont pu être amenés à utiliser un stent graft. Ça coupe quand même le problème de la confluence avec la veine azygote. Voilà une situation de ce type avec, vous le voyez, un shunt de dialyse brachial droit, un retour veineux qui se fait de façon un peu compliquée en utilisant le tronc veineux innominé gauche, puis la veine cave supérieure. C'est donc une occlusion courte du tronc veineux innominé droit qui a pu être ici stentée avec un bon résultat. Troisième situation, les sténoses sur cathéter veineux central. Il faut se rappeler en particulier pour les malades qui ont été dialysés par des cathéters de canaux, des cathéters centraux, que le traitement endovasculaire des sténoses caves doit être proposé avant la mise en place de la fistule de dialyse. C'est facile techniquement à mettre en œuvre. Une autre situation est celle des patients porteurs d'un pacemaker. Il faut
si on doit envisager un stenting, enlever les électrodes, quand on a affaire à une sténose simple, on peut dilater au ballon simple l'électrode en place et ça suffit parfois. Enfin, quand on a affaire à des cathéters veineux centraux, il vaut mieux les mobiliser avant de dilater. Les résultats sont un peu supérieurs à distance que dans le cas de la fibrose médiastinale, avec un taux de réintervention qui est moindre, mais je répète, l'espérance de vie de ces malades est plus limitée que ceux qui ont une fibrose médiastinale primitive, qui ont une excellente espérance de vie. Voilà une situation de ce type, avec donc une femme qui est en rémission d'un cancer du sein. Elle a eu un porte à quatre et il y a eu une thrombose de la veine jugulaire. Là, on voit une sténose qui est liée manifestement à l'accès vénin central antérieur. On l'a prédilaté au ballon simple et on s'en est tenu à cette dilatation au ballon. Le résultat nous paraissait suffisant. Une revue récente de la littérature a comparé stent couvert et non couvert pour les sténoses bénignes de la veine cave supérieure. Qui nous indique que les deux variétés de stents peuvent être utilisées. Les stents couverts seraient un peu plus efficaces, avec moins de récurrence des symptômes qu'avec les non couverts. Il faut se poser la question quand même de la possibilité de redilater à l'intérieur du stent. Bon, à l'intérieur d'un stent non couvert, c'est possible. Il y a moins souvent de rosténose, dans notre pratique, dans notre clinique quotidienne, continuons à utiliser des stents non couverts dans cette situation, même si il est prouvé aujourd'hui que les stents couverts ont un intérêt. Reste-t-il une place pour la chirurgie, pour la prise en charge de ces sténoses caves supérieures d'origine bénigne en particulier? Eh bien, cette chirurgie doit être proposée en cas d'échec du traitement endovasculaire, quand il n'a pas pu être réalisé. Et ces auteurs nous précisent qu'il faut réaliser des reconstructions courtes pour des segments occlus de dimension limitée, en utilisant soit des veines, soit du PTFE, mais en évitant les pontages trop longs. Dernière situation très particulière qui correspond à des jeunes patients qui ont bénéficié d'une chirurgie cardiaque pédiatrique, jeunes ou moins jeunes quand ils vieillissent. Cette indication est moins fréquente et vous voyez que cet auteur a pu réunir une série très très impressionnante de 637 patients présentant une sténose cave supérieure sur près de 140 000 patients traités en chirurgie cardiaque pédiatrique. Dans cette situation, comme tout à l'heure pour les sténoses bénignes médiastinales, un sur deux a été stenté par rapport à une dilatation au ballon simple. Ce stenting quand le stenting est réalisé, il y aurait un peu moins de réintervention qu'en cas de dilatation au ballon simple, mais ces réinterventions après ballon simple surviennent dans les 6 mois qui suivent le geste. S'il n'y en a pas eu dans les 6 premiers mois, il n'y en aura pas plus qu'après le stenting. Là encore, on propose de faire une prédilatation au ballon. On regarde quel est le résultat. Si ça ne suffit pas, on implantera un stent. Voilà, j'en ai terminé. Mes messages principaux sont les suivants. Sténose bénigne, traitement par stenting quasiment systématique, direct, qui peut être complété par une dilatation au ballon simple, et nous utilisons un wall stent. Quand on a affaire à des sténoses bénignes, les sténoses malignes étaient plus fréquentes, je répète, mais les sténoses bénignes qui sont plus rares, il faut essayer d'éviter le stenting systématique qui doit être utilisé simplement après un échec, un recoil ou une rosténose, en se rappelant que dans le cas de ces sténoses bénignes, on aura l'impression que le traitement endovasculaire a des résultats moins bons à distance, mais c'est parce que les malades sont suivis beaucoup plus longtemps. Je vous recommande, bien sûr, évidemment, de maintenir le capital veineux de ces malades pour lesquels il doit pouvoir être possible de mettre en place un jour un porte-à-quatre pour une pathologie tumorale ou une fistule de dialyse. Je vous remercie de votre attention.
Je vous remercie de votre attention et je suis bien sûr disponible pour vos questions maintenant en vidéo directe. Merci beaucoup, professeur Louis Boyer. Xin trân trọng cảm ơn giáo sư Boyer. Và xin trân trọng kính mời giáo sư ở lại chúng tôi đến phút cuối để chúng ta sẽ trao đổi cái phần thảo luận. Thông thủ xin trân trọng kính mời giáo sư Thomas Vohl sẽ thảo luận với chúng ta ở phần cuối của cái phiên phiên này. Và tiếp theo tôi trân trọng kính mời giáo sư Pascal Chapro với cái chủ đề nói về các cái can thiệp cầu tay. Giáo sư Pascal Chapro cũng đến từ Đại học Le Monde phải không? Nó có tiếng. Deux mots d'anatomie pour vous rappeler que les veines considérées vont être la veine céphalique et la veine basilique dans leur segment antébrachial. Deux mots d'anatomie pour vous rappeler que les veines considérées vont être trước tiên tôi xin nhắc lại vấn đề giải phẫu của các cái động mạch và tĩnh mạch ở vùng cánh tay. Chúng ta có các tĩnh mạch đầu, tĩnh mạch nền cũng như là các cái tĩnh mạch giữa. Đối với cả động mạch thì chúng ta nhớ lại là chúng ta có nhánh động mạch cánh tay, sau đó chia thành động mạch quay và các nhánh động mạch trụ. Cái đường kính của mạch máu thì cũng là yếu tố rất là quan trọng liên quan đến động huyết động của dòng chảy. Cái việc mà chúng ta lựa chọn đường vào trong can thiệp là cầu nối động mạch cánh động cầu máu cầu nối lọc thận nhân tạo thì chúng ta sẽ lựa chọn cái đường mạch nguyên mạch của bệnh nhân trước, sau đó đến đoạn mạch ghép và chọn đoạn gần đoạn xa, sau đó đoạn gần. Như đây chúng ta thấy rằng là những cái mạch cầu nối ở động mạch quay với cả tĩnh mạch đầu thì thường là có thời gian kéo dài tương đối tốt, sau đó đến cầu nối giữa động mạch trụ rồi tĩnh mạch nền rồi cầu nối vào tĩnh mạch đầu và ở tĩnh mạch nền. Về mặt huyết động học thì chúng ta thấy rằng là cái khi mà có tạo cầu nối giữa động mạch và tĩnh mạch thì sẽ có tình trạng là huyết động mạch hóa tĩnh mạch, tức là tĩnh mạch sẽ tăng dòng chảy và tăng kích thước của động mạch và tăng cả kích thước của tĩnh mạch nữa. Và thì lúc này chúng ta sẽ nói rằng là cầu nối lọc thận nhân tạo sẽ trưởng thành cho phép chúng ta tiến hành chạy thận nhân tạo. Thường là 4 đến 8 tuần sau khi chúng ta tạo cầu nối. Và với cái điều kiện là kích thước của cái mạch máu là trên 6 mm, đường kính của mạch máu trên 6 mm và lưu lượng dòng chảy trên 600 ml/phút. Ở đây chúng ta có ba cái yếu tố bệnh cảnh lâm sàng của cái tình trạng mà cầu nối mạch thận lọc thận nhân tạo. Thứ nhất là cái cầu nối mà nó có cái lưu lượng dòng chảy thấp, thường hay gặp là trong bệnh cảnh là hẹp ở cái đoạn gần ngay sau cầu nối. Và những trường hợp này thì mạch rất là nhỏ và mạch phẳng và rất là khó để chọc vào để can thiệp.
Cái bệnh cảnh thứ hai là cái tình trạng mà áp lực tĩnh mạch có áp lực cao thì thường hay gặp ở cái tình trạng mà hẹp hoặc là tắc ở cái đoạn tĩnh mạch trung tâm, và lúc này chúng ta sẽ thấy rằng là những cái đoạn ngoại vi, mạch ngoại vi giãn rất là to và kèm theo giãn cả những cái tĩnh mạch ngoại bằng hệ. Cái tình huống lâm sàng thứ ba là chúng ta có tình trạng giảm tưới máu, và đặc biệt là chúng ta hay gặp là hẹp tắc ở đoạn động mạch phía sau cái vị trí miệng nối, hoặc là chúng ta do tình trạng cướp máu, và do đó chúng ta sẽ thấy tình trạng hoại tử và thiếu máu ở đầu chi. Ở đây chúng ta thấy rằng là nếu mà đối với cả những tình trạng mà hẹp thì chúng ta sẽ chẩn đoán bằng siêu Doppler khi mà cái lưu lượng dòng chảy giảm dưới 25%. Và hoặc là những trường hợp mà bệnh nhân có cái tình trạng mà có huyết khối thì chúng ta phải tránh xuất hiện huyết khối ở cái đường vào. Đối với cả cái chỉ định tuyệt đối, đó là cái vị trí mà chúng ta tiếp cận điều trị là đang ở tình trạng nhiễm trùng. Ngoài ra chúng ta có những cái chỉ định tương đối, ví dụ như là bệnh nhân đã được mới được tạo cầu nối dưới 6 tuần, hoặc là những cái đường da hẹp và kèm theo có nhồi máu đoạn xa, rồi chúng ta không đầy đủ trang thiết bị, hoặc là cái tình trạng mà đông máu của bệnh nhân không cho phép trước khi mà chúng ta chọc vào đường động mạch. Về mặt kỹ thuật thì chúng ta sẽ đặt ra những câu hỏi, chúng ta sẽ tiếp cận vào đường vào như nào, chúng ta sẽ chọn đường động mạch hay đường tĩnh mạch, chúng ta chọc xuôi dòng hay là chọc ngược dòng. Về mặt phương tiện thì chúng ta sẽ chọn bóng hay là stent. Cái đường vào đây chúng ta sẽ thấy tùy theo đặc tính của lâm sàng, ví dụ như là cái lưu lượng dòng chảy thấp thì chúng ta có thể thấy rằng là hay gặp ở trong tình trạng mà hẹp động mạch hoặc là hẹp ở ngay cạnh vị trí miệng nối. Và thường chúng ta có thể là đi chọc vào theo đường động mạch là ưu tiên đầu tiên để chúng ta đi qua thì can thiệp vị trí cầu nối và can thiệp vị trí tĩnh mạch. Và thông thường chúng ta sẽ chọc động mạch ở dưới hướng dẫn của siêu âm. Chúng ta sử dụng những cái bộ kim chọc nhỏ với kim 18 Gauss để giảm thiểu hình thành huyết khối. Và chúng ta sẽ sử dụng cái sheet 4 French. Ở đây chúng ta nói về kỹ thuật là chọc động mạch thì chúng ta sẽ nói về mặt chọc ngược dòng hay chọc xuôi dòng. Thì nếu trong trường hợp mà chọc ngược dòng và xuôi dòng thì chúng ta có thể lựa chọn trong trường hợp có hẹp ngay cạnh vị trí miệng nối. Đặc biệt là chúng ta điều trị cho thường hẹp tĩnh mạch. Còn nếu mà chọc xuôi dòng động mạch thì chúng ta thường là điều trị trong trường hợp mà có thêm kèm theo tổn thương hẹp động mạch. Đây là một trường hợp mà chúng ta thấy rằng là chúng tôi chọc ngược dòng và sau đó điều trị ở cái hẹp của cái đường tĩnh mạch ngay cạnh vị trí cầu nối. Ở đây chúng ta lại có một trường hợp là hẹp ở đoạn xa của động mạch, do đó mà chúng tôi tiến hành chọc xuôi dòng. Sau đó chúng tôi tiến hành luồn bóng vào 5 vị trí hẹp ở vị trí hẹp động mạch. Với cái bệnh cảnh lâm sàng thứ hai, tức là cái gì ạ, cái dòng chảy áp lực cao, thì chúng ta hay gặp trong bệnh cảnh lâm sàng bệnh nhân có phù nề, có phình mạch, thoái hóa mạch máu ở tĩnh mạch dạng phình mạch. Và khi mà đối với cả cái bệnh cảnh này, chúng ta sẽ lựa chọn tiếp cận theo đường chọc tĩnh mạch. Và chọc tĩnh mạch chúng ta chú ý rằng là chúng ta có thể sử dụng cái băng ép hoặc là ép bằng tay để chúng ta bộc lộ rõ cái tĩnh mạch, rồi chúng ta có thể tránh những chọc trực tiếp vào cái vị trí giả phình hoặc là cái phình của tĩnh mạch. Và có lẽ là chúng ta nên sử dụng siêu âm Doppler để chúng ta đánh giá được cái chiều dài của vị trí hẹp và miệng nối.
Ở đây chúng ta chọc một cái tĩnh mạch và điều trị một cái hẹp bị tĩnh mạch đầu, tĩnh mạch nền. Ở cái bối cảnh lâm sàng thứ ba thì chúng ta thấy rằng là cái cầu nối mà gây ra tình trạng giảm tưới máu hay là tình trạng hội chứng cướp máu thì thường là bệnh nhân có đau, đặc biệt là trong quá trình mà lọc thận nhân tạo. Và trường hợp này chúng ta thường ưu tiên là chọc vào động mạch bởi vì là khả năng là có tình trạng hẹp ở đoạn xa sau cầu nối. Trên hình ảnh này, một cái bệnh cảnh khá là hay gặp là chúng ta thấy rằng là có tình trạng hẹp gốc hoặc là hẹp tắc gốc động mạch dưới đòn, do đó có tình trạng cướp máu. Correction de l'occlusion sous clavier. Sau khi tái thông chúng ta thấy là rõ hiện hình của động mạch ngực trong. Đối với cả các loại catheter chúng ta sử dụng các lai thẳng hoặc là dùng các cái quai ái nước. Thông thường chúng tôi sử dụng các cái catheter 0.035 hoặc là cái nhóm 0.018 để chúng tôi lên bóng. Một trong những cái khó khăn khi chúng ta đánh giá hệ thống tĩnh mạch là chúng ta phải tìm được cái vị trí hẹp thực sự. Đặc biệt là những cái trường hợp mà hẹp ở trung tâm thì những cái trường hợp này đối với cả siêu âm Doppler thì rất là khó khăn để chúng ta xác định được chính xác vị trí hẹp. Đây thì chúng tôi cũng tiến hành một phương pháp nữa là chúng tôi đo đạc cái áp lực của cái trong lòng mạch máu để xác định được chính xác vị trí hẹp, đo áp lực ở trước và sau vị trí hẹp để chúng ta xác định được chính xác vị trí hẹp. Và từ đó chúng ta có được cái hiệu quả tối ưu. Đối với cả bóng nong thì chúng ta lựa chọn bóng nào về kích thước ra sao hoặc là chúng ta lựa chọn stent nào để can thiệp. Đối với bóng thì chúng tôi thường lựa chọn là có kích thước đường kính của bóng từ 1 đến 2 mm lớn hơn so với cả cái tĩnh mạch lành lân cận. Và chúng ta chú ý rằng là đối với trường hợp mà ở vị trí miệng nối hoặc là những cái hẹp mà để cho cái dòng chảy quá cao thì chúng ta cũng không bơm bóng tối ưu. Còn những cái trường hợp ở tĩnh mạch trung tâm thì chúng ta phải bơm bóng tối đa. Bóng thì chúng ta có thể lựa chọn những loại bóng thường quy hoặc là bóng áp lực cao hoặc là bóng cắt hoặc là bóng phủ thuốc. Đối với bóng thường quy thì chúng ta có thể sử dụng những cái bóng với cái đường kính cũng như là chiều dài theo cái vị trí tổn thương và thường chúng ta sử dụng trên cái gai quai 0.018, 0.035. Và chúng ta chú ý là cái khuyến cáo của nhà sản xuất về cái áp lực bơm bóng. Đối với cái bóng áp lực cao thì chúng ta thường chú ý rằng là phải sử dụng gai quai 0.035 và cái áp lực tối ưu tối đa có nguy cơ vỡ bóng là 30 atmosphere. Và thường đối với bóng này chúng ta sử dụng ở trong trường hợp mà hẹp tĩnh mạch hoặc là những trường hợp mà có những cái tổ chức liên kết đè ép vào tĩnh mạch. Những cái bóng cắt thì chúng ta sử dụng trên cái gai quai 0.018 và áp lực không vượt quá 12 atmosphere. Và đặc biệt là chúng ta sử dụng đến trường hợp mà tĩnh mạch, những cái trường hợp mà hẹp tĩnh mạch và không khuyến cáo sử dụng đối với hẹp động mạch. Đây một hình ảnh minh họa của việc mà sử dụng bóng cắt 5 mm và chúng tôi có kết quả cũng tương đối tốt sau khi mà sử dụng bóng cắt. Cái bóng phủ thuốc hiện tại thì đường kính còn khá là hạn chế và đang ở trong giai đoạn nghiên cứu và có thể sử dụng với gai quai 0.018, 0.035. Và chúng ta cũng nhớ rằng là cái áp lực bơm bóng nguy cơ vỡ là 0.12 atmosphere. Cái vị trí của stent thì sao? Thì chúng ta cũng có thể sử dụng stent nhưng phải hết sức thận trọng. Chỉ định trong trường hợp mà chúng ta nong bóng mà thất bại hoặc là những trường hợp mà tái hẹp rất là sớm trong vòng 4 đến 6 tháng sau khi chúng ta tiến hành nong bóng hoặc là những cái trường hợp mà vỡ mạch máu sau khi mà chúng ta tiến hành nong bóng. Ở đây chúng ta có khuyến cáo của Pháp thì là dưới 5% ở vị trí cả cánh tay
cẳng tay và dưới 20% ở vị trí cánh tay để giảm thiểu những cái biến chứng. Kết quả thì sao? Chúng ta thấy rằng về mặt kỹ thuật thì chúng ta thành công khoảng độ 90%, hoặc và theo dõi sau 6 tháng thì cái hiệu quả là khoảng 55% đến 40%, tùy theo cái đoạn mạch là đoạn mạch nguyên thủy của bệnh nhân hoặc là đoạn mạch nhân tạo. Một số cái biến chứng chúng ta phải chú ý rằng là ví dụ như là những cái trường hợp mà có cái hẹp ở vị trí đoạn tận của động mạch tĩnh mạch đầu, rồi hoặc là những trường hợp mà có những cái cầu nối lọc máu mới được tạo gần đây, hoặc là những cái vòng nối vân vân. Ở đây chúng ta thấy rằng là có tình trạng vỡ của cái tĩnh mạch đầu sau khi nong bóng, và chúng tôi cũng tiến hành mà bơm bóng kéo dài để và chụp lại thì thấy rằng bơm bóng kéo dài áp lực thấp thì chụp lại chúng ta không thấy thoát thuốc cản quang ra ngoài nữa. Đây một trường hợp khác cũng thấy là vỡ tổn thương và được đặt stent và tái hẹp rất là nhanh. Và khi mà bơm bóng chúng ta thấy có tình trạng thoát thuốc cản quang, do đó chúng ta tiến hành đặt stent. Stent phủ cho bệnh nhân. Một số biến chứng khác như là giảm phình của mạch máu chúng ta có thể gặp. Đặc biệt là chú ý là để tránh trong trường hợp mà ép kéo dài sau khi mà bệnh nhân đọc thận nhân tạo, hoặc là những trường hợp mà tổn thương chọc vào phía dưới da. Điều trị lúc này chúng ta phải cân nhắc sử dụng stent phủ hoặc là can thiệp phẫu thuật để điều trị huyết cái phình mạch máu. Một số những cái biến chứng khác nữa là hay gặp, đặc biệt là gì huyết khối của tắc cầu nối, thì chúng ta có thể sử dụng những cái thuốc điều trị chống đông như là heparin, hoặc là chúng ta ép nhẹ nhàng sau khi rút xít để tránh cái tình trạng co thắt mạch máu nữa. Cái vai trò của phẫu thuật như thế nào? Ở đây chúng ta cũng thấy rằng là có thể là gì, tạo cái cầu nối mới, hoặc là điều trị những cái tĩnh mạch thoái hóa, thay đoạn tĩnh mạch thoái hóa, hoặc là điều trị cắt bớt những cái đoạn phình của tĩnh mạch, tạo hình lại tĩnh mạch. Như vậy thì cái yếu tố chủ chốt của cái hẹp tắc cầu nối lọc thận nhân tạo chúng ta cần nhớ là gì? Chúng ta phải tuân thủ chỉ định, chúng ta phải đánh giá rất là kỹ càng và cân nhắc đường vào. Đối với cả những cái trường hợp khó khăn khi chúng ta luồn catheter, chúng ta phải cân nhắc. Rồi có những trường hợp mà khó khăn về mặt kỹ thuật, và cũng phải chuẩn bị tinh thần để xác định và kiểm soát những trường hợp xuất hiện biến chứng như vỡ mạch máu hoặc là huyết khối. Đối với cái tình trạng mà tắc của cầu nối thì sao? Chúng ta nên nhớ trong đầu rằng là cái huyết khối thường là xuất hiện trên cái nền mà đã tình trạng có hẹp mạch máu rồi. Chúng ta có thể là điều trị bằng hút huyết khối, hoặc thứ hai là chúng ta phải điều trị cả cái nguyên nhân gây ra huyết khối nữa. Đấy là hai cái nguyên tắc khi chúng ta điều trị với huyết khối cho bệnh nhân. Đối với cả những cái trường hợp mà thay đoạn mạch nhân tạo thì chúng ta thấy rằng là cái rất hay gặp ở vị trí đoạn gần, và có thể là gì ạ? Lan tỏa. Tuy nhiên đối với những cả đoạn mạch tự thân thì thường khó khăn hơn. Đối với cả những trường chỉ định thì huyết khối chúng ta điều trị một cái huyết khối thì tương đối là cấp cứu. Lý tưởng nhất là chúng ta điều trị cho bệnh nhân trong vòng 3 ngày. Trong một số trường hợp thì cái thủ thuật có trở nên rất là khó khăn. Ví dụ như trường hợp là bệnh nhân có tình trạng mà phình, giãn phình động mạch hoặc là hẹp nặng. Cái chống chỉ định tuyệt đối thì chúng ta nhớ rằng là gì, đối với cả bệnh cảnh toàn thân là bệnh nhân tăng kali máu, có tăng gánh của cái tăng thể tích tuần hoàn, rồi những trường hợp mà bệnh nhân có cái huyết khối có nhiễm trùng cái đường đường vào. Còn một số cái chống chỉ định tương đối khác thì chúng ta cần phải chú ý rằng là cái tiếp cận như đối với cả những trường hợp mà cầu nối mạch nhân lọc máu mới được tạo gần đây, do đó những cái cầu nối này thường rất là yếu.
rồi những trường hợp mà có hoại tử, hoặc là những trường hợp mà chúng ta không có đầy đủ trang thiết bị để điều trị cho bệnh nhân. Đây là hình ảnh mà chúng tôi đặt bệnh nhân trên bàn chụp. Ở đây chúng ta thấy là tư thế bệnh nhân nằm và dạng hai tay ra để chúng tôi giải phóng và chúng tôi tạo được cái trường can thiệp. Chúng tôi cần phải tiến hành là sử dụng siêu âm Doppler để đánh giá cái cầu nối cũng như đánh giá tình trạng hẹp và huyết khối của lòng mạch. Tiếp đến là chúng ta lựa chọn đường vào, và lý tưởng nhất là chúng ta chỉ nên chỉ chọn đường chọc một lần thôi. Và chúng ta ưu tiên lựa chọn ở cái vị trí mà tĩnh mạch lành, và chúng ta có thể chọn chọc theo cái đường là gì ạ? Xuôi dòng hoặc là ngược dòng như trên hình ảnh. Đôi khi chúng ta cần phải chọc hai lần, ngược dòng và xuôi dòng để điều trị cái huyết khối cũng như là hẹp tắc của lòng mạch. Đối với cả huyết khối thì chúng ta thấy rằng đây chúng ta có nhiều cách để lấy huyết khối, như chúng ta hút bằng tay, chúng ta sử dụng một catheter to 6-12 French với đầu thẳng hoặc đầu tạo góc, và sử dụng một cái syringe lớn nó khoảng 50ml thì chúng ta tiến hành hút tạo áp lực âm trong lòng tĩnh mạch thì chúng ta sẽ hút được huyết khối như này. Trong những cái ca khó, chúng ta có thể phối hợp với các hệ thống hút, và chúng ta phải chú ý rằng để tránh cái vị trí hẹp, để chúng ta tránh cái việc mà di trú cái huyết khối vào đường động mạch. Một trường hợp khác chúng ta thấy rằng là có một cái huyết khối trong lòng giả phình tĩnh mạch như này, thì chúng ta có thể sử dụng một cái kỹ thuật đơn giản là tạo thành một cái quai cổ ngỗng. Chúng ta đưa cái tay tạo góc vào đây và chúng ta tiến hành hút huyết khối và chúng ta nằm. Một cái kỹ thuật khác nữa là chúng ta có thể sử dụng hai gai quai để đi vào qua cái sheet, và cái gai quai thứ hai thì đóng vai trò là gai quai để dự phòng an toàn nếu trong trường hợp chúng ta bị tuột. Một số biến chứng khác thì chúng ta đã nói như là vỡ, đặc biệt là những trường hợp mà cầu nối lọc thận nhân tạo không trưởng thành, hoặc những trường hợp khác như là nhồi máu của mạch cánh tay. Một cái bước thứ hai là sau khi thiếu huyết khối thì chúng ta sẽ bắt đầu điều trị nguyên nhân gây hẹp ở cầu nối. Đây là một hình ảnh minh họa. Khi mà chụp động mạch thì chúng ta không quan sát thấy cái tĩnh mạch về. Ở đây chúng tôi tiến hành hút huyết khối ở tĩnh mạch. Sau đó thì chúng ta thấy rằng là có vị trí hẹp ở gần vị trí miệng nối, và chúng tôi cũng tiến hành là nong bóng tại vị trí hẹp, và kết quả chụp kiểm tra khá tốt. Một trường hợp khác, chúng ta cũng tiến hành ở lấy huyết khối. Và đây chúng ta thấy có hai vị trí hẹp ở vị trí cầu nối nhân tạo, do đó chúng tôi tiến hành nong và lấy huyết khối, kết quả tương đối tốt. Thế thì về cái kết quả thì chúng ta thấy rằng là cái kỹ thuật thành công, thì đối với cả cái cẳng tay là 93%, cánh tay là 76%. Đối với cả đoạn mạch nhân tạo thì tỷ lệ thành công rất là cao, 99%. 6 tháng sau theo dõi thì ở vùng cẳng tay là 84%, tuy nhiên đối với cánh tay chỉ 68%, và đoạn graft là lòng mạch lưu thông là 85%. Ở đây chúng ta cũng so sánh các kỹ thuật để lấy huyết khối, và chúng ta thấy rằng là theo giá thành thì nếu mà chúng ta hút khối bằng tay thì chi phí tương đối rẻ, còn nếu mà chúng ta sử dụng các biện pháp mà hút huyết khối, kéo huyết khối thì giá thành sẽ tăng lên trên 10 lần. Đây cũng là nghiên cứu với các thiết bị hút huyết khối như AngioJet, và cái kết quả thành công tương đối cao, trên 90%. Một nghiên cứu khác cũng khoảng độ 91% với cái thiết bị Penumbra. Một số những cái điều trị hỗ trợ khác như chúng ta điều trị kháng sinh dự phòng, chúng ta điều trị chống đông, chúng ta phải bơm 3-5.000 đơn vị heparin khi mà chúng ta bắt đầu cảm can thiệp, và chúng ta sử dụng các cái kỹ thuật là gì ạ? Khâu chữ U
quanh vị trí mà chúng ta đặt sheet để giảm nguy cơ chảy máu, và chúng ta tiến hành mà lọc mạch, lọc thận, chạy thận nhân tạo sớm cho bệnh nhân. Như vậy để nhớ lại cái kỹ thuật này thì chúng ta thấy rằng là cái điều trị huyết khối thì là bao giờ cũng là một cái dấu hiệu khi mà bệnh nhân đã có hẹp tắc của đoạn mạch nhân tạo và cầu nối, do đó mà chúng ta phải tìm và điều trị nó. Điều trị hoặc bằng heparin và kháng sinh là ở giai đoạn ban đầu, và chú ý phải bảo tồn cái vị trí miệng nối, và chúng ta về điều trị càng sớm và càng nhanh càng tốt. Để kết luận cho bài trình bày của tôi ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng là cầu nối lọc thận nhân tạo thì rất là quan trọng và rất là liên quan rất nhiều chuyên khoa, ví dụ như là thận nhân tạo, điều trị phẫu thuật hoặc là các bác sĩ mà điện quang can thiệp, cũng do đó cũng cần phải quen thuộc với cả những cái chuẩn đoán và điều trị. Và chúng ta cũng phải đánh giá xem các cái bối cảnh lâm sàng của nó như thế nào. Chúng ta có cách tip mà loại áp lực dòng chảy thấp, dòng chảy cao, và chúng ta phải tìm những cái tổn thương, đặc biệt là khi mà có huyết khối. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị, và tôi sẵn sàng trả lời ra các giải đáp của quý đồng nghiệp ở cuối phiên này. Xin cảm ơn giáo sư Pascal Chapro với các bài trình bày rất là hay. Và tiếp theo tôi xin trân trọng chính mời giáo sư Florian Wolf đến từ Áo sẽ cho trình bày với chúng ta về một cái hội chứng sung huyết tiểu khung. Xin mời giáo sư Florian Wolf. Ladies and gentlemen, it's a great pleasure for me to give this talk on pelvic congestion syndrome. Thank you very much for the invitation, and it's a really big honor and pleasure for me to give this talk at your meeting of the Vietnamese Congress of Interventional Radiology. Unfortunately, this is just an online meeting, but hopefully in the next years it will be possible to come to your meeting in person. So the pelvic congestion syndrome, this is a difficult diagnosis. The problem is women don't feel it exactly, but even the clinicians do not feel it exactly. The ultrasound may be inconclusive and unspecific. Even the laparoscopy might be unclear or might be normal. And the CT and MR shows in many women the presence of a pelvic congestion syndrome, the enlarged pelvic veins and the enlarged ovarian vein, but it's in different cases not reported, or in many cases it's reported and it's just ignored. The problem is that even many gynecologists ignore the presence of pelvic congestion syndrome, and most other clinicians did not even hear about it. And in my specific case, I'm working at the Medical University of Vienna and also in different private hospitals. Most patients do not come via referring physicians. Most of them come via my webpage, florianwolf.at. What about the clinical symptoms of the pelvic congestion syndrome? These patients have pain lasting at least 3 to 6 months, pelvic pain. And the pain is unspecific. It's in many cases, it's unilateral. Sometimes it's also bilaterally, or it's moving from one side to the other. It might exacerbate during or before the menses, and it might be stronger in or after long time standing position during walking, lifting, and other changes. The pain is worse during and after coitus. This is in most patients the case, and it might worsen during and even after pregnancy. The symptoms mostly are most severe at the end of the day and diminish with supine positioning, and it can take several hours to subside. What you also see in many patients, but you sometimes forget about it, it can be related to the presence or history of vulvovaginal, gluteal, perineal, or lower limb varices. And what is very important, 15% of all gynecologist visits are because of pelvic pain,
And of these 15% of all patients, 30% have a pelvic congestion syndrome. So you can see that this is definitely heavily underreported when you think about your numbers of PCS patients. Why is it often of the left side? There might be a combination with an entrapment of the left renal vein, the so-called Nutcracker syndrome. And of these patients, only 5.5 have symptoms with pelvic congestion syndrome. In many women, you can see this entrapment of the left renal vein. For the diagnosis, in most cases, the first method is the ultrasound, the vaginal ultrasound, or even the transabdominal ultrasound. You can see enlarged periuterine veins with a diameter of more than 5 millimeters. You might see the reflux in the ovarian veins. You might see that the ovarian vein is larger than 8 millimeters, and you can very often see the tortuous pelvic veins, and you will see a slow blood flow of 3 centimeters per second or less. The MRI is also a method that is very often used. You can see dilated periuterine veins. You can see it here, for example. And you can even see the enlarged ovarian vein in this very nice MIB reconstruction. What I like most for the diagnosis is a CT. In many cases, it's an incidental finding in CT examinations because of abdominal pain and different other types of diagnostic procedures were done before, and at the end, patient sent to CT, and in the report, the patient can read about the pelvic congestion syndrome. Many of these patients where you can see this are asymptomatic, but patients that are symptomatic very often go to Dr. Google and look for the pelvic congestion syndrome because of this strange term, and they very quickly find out about the presence of a pelvic congestion syndrome, return to their gynecologist. There it is often ignored, and in many cases, then they directly contact the doctor that is a little bit specialized to this type of syndrome. This is a patient showing an arterial and venous phase. You can see in the arterial phase, very early, good filling of the left ovarian vein, of the heavily enlarged ovarian vein. It's definitely insufficient because the blood flows down. And this could be not the case if the blood would come from the pelvic region. And here you can see the venous series. You also see the enlarged ovarian vein going all the way down to the pelvis. And there you can see the enlarged periuterine veins. So what about the embolization technique? You can use a transfemoral or a transjugular access. I normally use a Sidewinder 1, in rare cases a Sidewinder 2 catheter. So I normally do it via a transfemoral approach. I bring the catheter to the left renal vein and I do an angiography. In the angiography, you can see the reflux. And if the reflux is there, this is diagnostic for the pelvic congestion syndrome. I do the embolization using a microcatheter and the O14 wire. And what is important that you choose a microcatheter that is compatible with your coils. For example, the Boston coils combined with a O21 microcatheter, and the Penumbra coils, for example, have to combine the O24 or even O27 inch microcatheter. I do the embolization of the left ovarian vein using the sandwich technique. In most cases, I start with coils, followed by coils, followed by foam and coils. As a foam, I use a doxycycline 2 or 3%. I mix it with air or CO2. And for the coils, I use in most cases the Boston IDC coils or the Penumbra Ruby coils. Alternatively, you even can use glue or plugs. Different centers use different techniques. At the end, the aim is to occlude the ovarian vein, and this is possible with all the different devices that we have for occluding a vessel. Optionally, you also should do an angiography of the right ovarian vein. I do this in all cases. Even if in CT the ovarian vein on the right it's not enlarged. And optionally, you also should do an angiography of the internal iliac veins. I will show you a case afterwards. So this is the first case. It's a 45-year-old female patient with a pelvic congestion syndrome since years. You can see here the coronal reformations. This is this heavily enlarged ovarian vein and the enlarged periuterine veins.
In these cases, I did an embolization using 8 coils combined with foam and deoxysclerol 3%. You very nicely can see here when I inject my contrast media in the left renal vein, you have the strong outflow via the left ovarian vein and this heavily enlarged periuterine veins in the pelvis region. This is after placing some coils there in the ovarian vein. There is still a flow through the second branch of the distal ovarian vein, but at the end I was successful. You can see here that there is no more flow. What is very important to include all the different branches of the ovarian vein and to, if possible, bring occlude the whole ovarian vein all the way up to the renal vein, because if you do not do so, the possibility of recurrence is high. This is the final result, doing an angiography via the left renal vein again, and you can see that there is no more outflow via the ovarian vein. It's definitely occluded, and it will stay occluded. So a second case, it's a 33-year-old woman with pelvic pain since 2 years. You can see here is a Cobo catheter, the left renal vein and the left ovarian vein. Again, microcatheter there, microcoils in place and placement of different coils and foam in the left ovarian vein. Case number three is a 48-year-old patient with chronic pelvic pain since 3 years. You can see here again this outflow via the left internal and left common iliac vein. Obviously, in this case, also nutcracker syndrome is present. And again, coil placement, foam placement at the end, successful occlusion of the left ovarian vein. And this is a collateral going to the inferior cable vein. This is good to preserve in order to have an outflow for the left kidney. Complications are really definitely rare. You might have some case of post-embolization syndrome. In the literature, this is relatively common. In my own patients, I have never seen this. There might be a coil migration. I also never experienced this in my patients. There might be a venous perforation. There might be pain. This is not so uncommon that in a few days after the procedure, the patients report that there was some pain in the pelvic region. There might be a hematoma in the groin, and there might be a thrombosis of the renal vein. At the end, the complication rate is really very, very low, even in literature. The technical success is definitely high if there is an enlarged ovarian vein, and embolization is possible in most cases. So in the literature, the technical success rate is up to 100%. The clinical success rate is also high. Symptom improvement you will find in 80 to 83% of the patients. There is a group of patients where there is no change of the symptoms, and in a very small group of your patients, there will be a worsening of the symptoms, but this is definitely very, very rare. In most patients, there will be a definitely symptom improvement, or at least as a partly improvement of the symptoms. Post-procedure, I do this procedure in most cases as an outpatient procedure. The patient have to stay in bed for about 2 hours, then they leave the hospital. The pain, as I said before, is possible for 24 to 48 hours, and they do a clinical control after 6 weeks combined with an ultrasound. But the most important thing is the clinical success for your patients. What about the data for pelvic congestion syndrome embolization? To be honest, the data is not very good. There is no randomized controlled trial, for example, comparing different embolization techniques and so on, but you find different case series. This is a case series published in CVIR 2013 with 202 patients with chronic pelvic pain. Again, high technical success rate and even a very high clinical success rate with a complete disappearance of symptoms in 33 patients and improvement of the symptoms in all the other patients. Another large group of patients in this study published in GVIR with 131 patients, they did a combination of sclerosants with coil embolization.
and also had a very good long-term improvement. What is important to not forget about the iliac veins. This is, for example, a patient 32 years old. I did the embolization of the left and right ovarian vein, and after this embolization, there was no more pelvic pain, but there were still varices in the region of the vulva and the proximal upper thigh. So the patient came to me 1 year later, and she said she's doing definitely fine. Nevertheless, she wants to get rid of this varices. And I did an angiography of both internal iliac veins as well as the femoral veins, and I found these varices coming from an insufficient pelvic vein. You can see here the filling of these varices in the region of the vulva and the right proximal thigh. So I did an embolization of these veins there with coils, and at the end they were not perfused anymore. Next point is the nutcracker syndrome. So this is a compression of the left renal vein by the aorta and the SMA. And this is very often combined with the pelvic congestion syndrome. You have a renal vascular compression in this case. And the typical symptoms might be hematuria, proteinuria, orthostatic hypotension, pain, or even renal dysfunction. But the symptoms are very unspecific, and when you have a long-standing venous compression, there might be a collateral drainage pathway through the gonadal and pelvic veins. And this is the typical symptom and syndrome overlap with the pelvic congestion syndrome. So the question is now stenting, yes or no? And there is also, there are some rare studies in the literature. This is a case series of 75 patients with stenting of the left renal vein and a 55 months follow-up. There was a high rate of stent migration of up to 6.7%, either to the inferior cable vein or the right heart or retrograde to the renal hilum. You do not want to have this for your patients. These are very often young patients, and you don't want to have any of these complications in only a single patient. There was no significant variances in stent sizing or positioning to explain the cause of migration. Another study with 18 cases of left renal vein stenting, they had a primary patency of 85%. At 2 years, this is not very high because, again, these are often young patients and do not want to have a single stent occlusion in this group of patients. So 5 cases were performed for stenosis after left renal vein transposition, surgical transposition. 3 remained symptomatic despite stenting of this stenosis after the transposition. So at the end, I definitely think that stent implantation in this nutcracker syndrome is not a good idea. This is a patient from my case series. It's a morphologically nutcracker with consecutive pelvic congestion syndrome. You can see very nicely here, injecting contrast media in the left renal vein, showing the full outflow of the blood to the pelvic veins and to the left internal iliac vein. And you can also see the collaterals there because of the compressed left renal vein. So I did in this case an embolization of the left ovarian vein, and you might ask yourself now what happens to the kidney if you occlude the outflow via the ovarian vein. And I can tell you I did this in many, many of my patients, and nothing happened in all of these patients. The patients got rid of their pelvic congestion syndromes, but did not develop any symptoms of the kidneys. So no renal symptoms before and after embolization, no more clinical signs of pelvic congestion syndrome. So I conclude that according to the literature and according to my opinion, stenting of the compressed left renal vein is no option. There is a very high rate of stent migration and the stent fracture is possible. You often have young patients and you do not want to have a single complication in this group of patients. This is another nutcracker case of my series. It's a very young 20-year-old female patient with pelvic congestion syndrome, and she had this in combination with a recurrent urinary tract infection. She had a compressed left renal vein and highly insufficient left ovarian vein and massive dilated periuterine veins. You can see it here. This is the angiography. You can see here injection of the contrast media in the left renal vein and the full outflow via the ovarian vein. You can see it here now in the pelvis.
this enlarged periuterine vein and the outflow via the right internal iliac vein. Lots of coils were needed to stop the flow. At the end, at this stage, it's not allowed to put foam in there because the foam will go to the left internal iliac vein and even to the lung. So at the end, I placed more coils, and at the end, I was successful also putting some foam there. And you can see here that the vein is occluded. And this is injection again via the left renal vein. There is no more outflow via the originally insufficient left ovarian vein. In this case, because the patient was young, I did not place the coils all the way up to the left renal vein because I also wanted to keep these collaterals for the kidney if the blood of the kidney looks for its way to the caval vein. So I come to my conclusion. The pelvic congestion syndrome definitely is underdiagnosed and underreported. MRI and CT in my opinion is very helpful for the diagnosis and treatment planning. Embolization is the method of choice. There are different embolization agents available. I use coils and foam using the sandwich technique. This is also in literature used in most cases. Embolization shows very low complication rates, show a very high technical success rate and a very good clinical success rate. In my opinion, in patients where you have a nutcracker syndrome, you should not place a stent because of very high complication rates. So I'm at the end of the presentation, and I hope you have some questions for me, and I thank you very much to invite me again, and I hope you enjoy the rest of the Congress. Thank you very much. Thank you very much, Professor Florian Wu. Xin trân trọng cảm ơn giáo sư Florian Wu và xin ở lại với chúng tôi cho đến phiên thảo luận. Và tiếp theo chúng ta sẽ còn một vài báo cáo nữa. Tôi sẽ xin trân trọng mời bác sĩ Hiền đến từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Vâng, kính thưa chủ tọa đoàn, các báo cáo viên cùng các anh chị em đồng nghiệp đang theo dõi phiên hội nghị chiều hôm nay. Phần tiếp theo, tôi xin trình bày trường hợp thiếu máu chi trầm trọng ở bệnh nhân tổn thương mạch đa tầng được can thiệp thành công qua đường cánh tay. Về lâm sàng, đây là một bệnh nhân nam 75 tuổi, thể trạng gầy nhỏ, tiền căn tăng huyết áp, hút thuốc lá. Bệnh nhân đã được hầu phẫu đoạn ngón 2-3-4 chân phải vì hoại tử nhiễm trùng và đang được điều trị với các thuốc Duflavin, Rosuvastatin, Amlodipine, Enalapril và các thuốc kháng sinh Levofloxacin và Metronidazole. Các cái chẩn đoán cận lâm sàng chúng tôi thực hiện, chúng tôi thấy ABI của bệnh nhân chân phải là 0.4 và chân trái là 0.9. Bệnh nhân cũng được thực hiện chụp cắt lớp vi tính mạch máu để đánh giá tổn thương mạch máu. Thì chúng tôi phát hiện đây là một cái trường hợp tổn thương mạch máu phức tạp, nhiều tầng. Quý vị có thể thấy ở tầng chậu tổn thương gây hẹp nặng động mạch chậu ngoài hai bên. Ở tầng đùi đó, tổn thương tắc mãn tính gần lỗ xuất phát của mạch đùi nông và tái hiện dòng chảy ở đoạn giữa đến đoạn cuối động mạch đùi nông. Ngoài ra, bệnh nhân cũng có tình trạng tổn thương hẹp đoạn đầu các động mạch vùng dưới gối. Về lâm sàng và cận lâm sàng như vậy, thì đây là một trường hợp thiếu máu chi trầm trọng, và nếu phân giai đoạn theo phong tên thì chúng ta sẽ phân bệnh nhân vào giai đoạn phong tên 4. Nếu xét theo các cái tiêu chí, các bảng phân loại về nguy cơ đoàn chi và lợi tái thứ máu, thì chúng ta thấy bệnh nhân này vết thương lớn, ngón cắt cụt ngón 2-3-4, do đó về phần vết thương bệnh nhân có 2 điểm. Về thiếu máu với chỉ số ABI bệnh nhân có 3 điểm và tình trạng nhiễm trùng bệnh nhân có 1 điểm. Thì theo bảng phân độ Wi-Fi theo tiên lượng đoạn chi thì chúng ta có bệnh nhân có tỷ lệ đoạn chi rất là cao, very high cho tỷ lệ đoạn chi sau 1 năm. Về lợi tái thứ máu thì chúng ta cũng tương tự, chúng ta cũng có lợi tái máu rất là cao trong trường hợp này. Và theo khuyến cáo thì bằng chứng tái thứ máu cần thực hiện trên ca này là 1B bằng chứng mạnh.
Lựa chọn điều trị tái tưới máu của trường hợp này như thế nào? Chúng ta thường quen với các chỉ định phẫu thuật, can thiệp động mạch. Và gần đây thì thường có nhiều trường hợp bệnh nhân được phối hợp cả hai phương pháp. Xét về phẫu thuật, rõ ràng đây là một trường hợp không ưu thế cho phẫu thuật đơn thuần. Thì chúng ta thấy về mắt xét về mặt lâm sàng, bệnh nhân là một người bệnh lớn tuổi và có vấn đề về nội khoa. Mặt khác, bệnh nhân ngoài cái tổn thương ở vùng động mạch đùi là một cái vùng hay tiếp cận dễ dàng một phẫu thuật, thì bệnh nhân còn hẹp nặng động mạch chậu hai bên, và đồng thời bệnh nhân cũng tổn thương cả vùng động mạch dưới gối. Do đó phẫu thuật không phải là một cái lựa chọn tối ưu nhất. Can thiệp nội mạch với các tiến bộ về kỹ thuật và dụng cụ thì chúng ta thấy là gần đây thì chúng tôi cùng như các cái đồng nghiệp khác thì chúng ta đang cố gắng làm nhiều nhất có thể, và nhiều cái tổn thương tắt đi chúng ta cũng có thể can thiệp tái thông được. Thì trong trường hợp này thì rõ ràng đây là một trường hợp hẹp và tắc mãn tính một cái đoạn mạch máu rất dài, tuy nhiên cái tổn thương không quá vôi hóa, cho nên là chúng ta cũng rất là kỳ vọng về cái khả năng thành công can thiệp động mạch. Còn nếu như can thiệp động mạch chúng ta có giới hạn ở cái vị trí động mạch đùi nông không thể nào tái thông được, thì lúc đó có khả năng chúng ta cần phải phối hợp với cái phẫu thuật bắc cầu. Về chiến lược tiếp cận tổn thương điều trị thì chúng tôi dựa theo 3 tiêu chí cho trường hợp này. Thứ nhất là chúng tôi ưu tiên xử trí các tổn thương mạch máu trong một lần phẫu thuật. Thứ hai là ưu tiên điều trị vùng có vết thương là chân phải. Và thứ ba là yếu tố kinh tế. Yếu tố kinh tế đối với các bệnh nhân ở các nước phát triển thì có thể nó không đóng vai trò quan trọng lắm, nhưng mà đối với các nước đang phát triển, đặc biệt là như Việt Nam chúng ta, thì yếu tố kinh tế nhiều khi là yếu tố quyết định tiên quyết hàng đầu cho một cái điều trị của bệnh nhân. Và trong trường hợp này thì chúng ta thấy là để mà tập trung cái tổn thương, điều trị tổn thương và của chân thủ phạm thì chúng ta có thể tiếp cận theo đường động mạch cánh tay, hoặc là chúng ta tiếp cận theo đường động mạch đùi đối bên. Tuy nhiên quý vị có thể thấy ở vị trí động mạch chậu trung bên trái tổn thương hẹp rất là nặng, và nếu mà chúng ta tiếp cận theo hướng này thì có khả năng chúng ta phải dự trù thêm chi phí cho chuyển can thiệp vùng chậu bên trái. Ngoài ra thì đây là một cái bệnh nhân với thể trạng khá là nhỏ con, thì chiều cao của bệnh nhân là khoảng 1m5, và nếu tiếp cận đường động mạch cánh tay thì ekip cũng kỳ vọng là có thể can thiệp tới được vùng động mạch đầu, đoạn đầu của động mạch khoeo, đoạn đầu của vùng động mạch dưới gối. Do đó mà chúng tôi đã lên kế hoạch can thiệp cho bệnh nhân theo hướng tiếp cận từ động mạch cánh tay, và vị trí chúng tôi tiếp cận là động mạch cánh tay bên phải. Thủ thuật thực hiện với long ship 6F dài 100 cm đi vào động mạch cánh tay bên phải, và chúng tôi tạo lỗ vào ở vị trí cách lớp khỉu khoảng 5 cm, với cái ngụ ý là có thể tối ưu được cái chiều dài dụng cụ để có thể tiếp cận được xa nhất các cái tổn thương có thể. Và sau đó chúng tôi sẽ đóng cái vùng vào này bằng dụng cụ đóng mạch. Trên hình DSA thì quý vị có thể thấy các cái tổn thương từ chậu chủ chậu, động mạch đùi và phía dưới. Trên hình ảnh DSA chụp của vùng chủ chậu, chúng ta thấy là long ship can thiệp đang đặt ở vị trí động mạch chủ chậu, chỗ chia chủ chậu. Và trước khi mà đưa long ship qua khỏi động mạch chậu ngoài thì chúng tôi tiến hành nong bằng bóng 560, và sau đó định vị long ship ở phía đoạn cuối động mạch chậu ngoài bên phải để tiếp cận sang thương động mạch đùi nông. Chúng tôi tiến hành qua sang thương động mạch đùi nông theo hướng lòng thuật thành công bằng dụng cụ bao gồm vi dây dẫn V18, vi dây dẫn Twister 12 của Asahi, kết hợp với bóng 18 đường kính 3 chiều dài 60. Sau khi qua được cái tổn thương thành công, chúng tôi tiến hành nong cái tổn thương này với lần lượt bằng bóng 4-120 và 5-200. Sau khi tái thông được động mạch đùi nông thì chúng tôi tiếp tục tiến hành can thiệp động mạch dưới gối bằng các bóng dài 150 đường kính 3 ly với hệ thống mang bóng dài 150 cm. Và chúng ta có thể thấy là sau khi chúng tôi tiến hành nong các cái mạch máu chạy trước và chạy sau thì runoff phía bàn chân khá là tốt. Quay trở lại kiểm tra vùng động mạch đùi nông thì chúng tôi thấy tồn lưu nhiều mảng huyết khối và xơ vữa,
cho nên chúng tôi buộc phải đặt hai cái stent tự bung từ góc động mạch đùi nông đến đoạn giữa động mạch đùi nông. Chúng tôi tiếp tục đặt một stent bung bằng bóng dài đường kính 8 dài 29 và stent tự bung 7x80 ở vị trí động mạch chậu ngoài bên phải như trên hình. Chúng ta có thể thấy rằng là lòng mạch được tái thông tương đối tốt, tuy nhiên có một vị trí hẹp khu trú ở động mạch đùi chung bên phải. Vì sang thương này hẹp khoảng 50%, tuy nhiên thì ekip kiểm tra thấy dòng chảy ra nó xuống bàn chân khá là tốt, cho nên tôi quyết định là để sang thương này lại. Tại vì như quý vị biết thì tổn thương vùng động mạch đùi chung là một cái tổn thương không phù hợp lắm cho can thiệp nội mạch đơn thuần. Những tổn thương kiểu này thì nếu buộc phải làm thì chúng tôi sẽ nhờ các bác sĩ phẫu thuật lột nội mạc, và chúng ta sẽ chờ xem cái kết quả tái thương máu phía sau như thế nào để quyết định có thực hiện tiếp phương pháp can thiệp, phương pháp phẫu thuật lột nội mạc vùng này hay không. Thì may mắn là bệnh nhân chỉ với can thiệp đơn thuần thì chỉ sau một tuần thì chúng tôi đã theo dõi và chúng tôi thấy là cái tổn thương, cái vết thương bệnh nhân đã tiến triển rất là tốt, và sau 2 tháng thì vết thương gần như là lành hoàn toàn. Qua cái trường hợp này chúng ta có thể thấy là có một vài cái trường hợp cụ thể và đặc biệt tùy theo cái cơ địa bệnh nhân thì tiếp cận bằng đường động mạch cánh tay cũng có thể là một cái lựa chọn tốt cho những cái sang thương, còn cho những tổn thương mạch máu từ động mạch chậu hai bên cho đến đoạn đầu của vùng dưới gối. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin cảm ơn bác sĩ Hiền, một cái case study rất là thú vị. Trong nữa chúng ta sẽ quay trở lại với cái phần hỏi đáp. Sau đây thì xin mời các quý vị đồng nghiệp có thể hỏi ở trên cái chat box. Thế và trước tiên thì là chúng tôi cũng xin bộ phận kỹ thuật là mở các cái video của các speaker. And please thank you very much for the presentation. And now that we come to the Q&A. Vâng, xin cảm ơn các cái bài trình bày của báo cáo viên. Bây giờ chúng ta sẽ đến từ cái phiên thảo luận. Trước hết là tôi xin hỏi giáo sư Thomas. Okay. By the waiting time, I have an impression that Professor Thomas cannot connect with the video. Ở đây tôi thấy rằng giáo sư Thomas Vaughn không thể nào mở video. I have a question for Professor Louis Boyer. Tôi có một câu hỏi cho giáo sư Boyer về cái stent sử dụng trong cái tĩnh mạch chủ trên trong trường hợp mà những cái trường hợp u ác tính với tiên lượng tốt như là lymphoma chẳng hạn. Trong trường hợp này chúng ta có nên đặt stent tĩnh mạch chủ trên không ạ? Hoặc là giáo sư chờ kết quả điều trị hóa chất của bệnh nhân. Sau khoảng 2 tuần. Yes, we treat this patient in case of persistence of symptoms after medical medication. Thực tế rằng là chúng tôi vẫn tiếp tục điều trị trong trường chúng tôi vẫn tiếp tục điều trị cái stent nếu trong trường hợp mà bệnh nhân có triệu chứng hội chứng tĩnh mạch chủ trên vẫn còn tồn tại, kể cả sau khi bệnh nhân đã được điều trị bằng hóa chất hoặc bằng xạ trị. Kể cả những trường hợp mà lymphoma hoặc là những trường hợp mà u ác tính. Như vậy là gì? Đối với cả bệnh nhân lymphoma, chúng tôi chúng tôi sẽ không đặt stent ngay lập tức. Tuy nhiên nếu trong trường hợp mà điều trị nội khoa không hiệu quả, chúng tôi sẽ điều trị bằng cách đặt stent để cải thiện hội chứng tĩnh mạch chủ trên cho bệnh nhân. Tôi có một câu hỏi cho giáo sư Fabian Wolf. My question may be stupid, but my question is there pelvic congestion syndrome in men? Câu hỏi của tôi là có một cái hội chứng xuất huyết tiểu khung ở nam giới không ạ? Bởi vì có lẽ ngay lúc đầu phần đầu trình bày của giáo sư tôi nghe không rõ. Uh,
is the Congress syndrome? It's a very yes. It's a very interesting question because. Thực tế, câu hỏi rất là thú vị. Bởi vì một tháng trước cũng có một bệnh nhân nam liên hệ với tôi vì than phiền về cái tình trạng là có áp lực cái vùng khung chậu đìu. I will see the patient in a few days and perhaps I will do an phlebography in order to see if there's some insufficient vein. Tôi thấy bệnh nhân có đầy đủ các triệu chứng và tôi trong vài ngày tới đây thì tôi sẽ chụp mạch máu cho bệnh nhân để xem có đúng thế không. Và thực tế thì tôi chưa có nhiều kinh nghiệm lắm và câu hỏi là đồng nghiệp của các bạn có kinh nghiệm về cái trường hợp này đối với nam giới không? Tuy nhiên theo tôi nghĩ rằng chúng tôi không có những kinh nghiệm về cái xung huyết tiểu khung nam. Tuy nhiên về mặt lý thuyết thì chúng ta có thể gặp cả những cái tình trạng mà chèn ép và giãn tĩnh mạch ở nam giới như là suy van tĩnh mạch. Yes. Và đối với nam giới thường nó sẽ xuất hiện đau tức vùng bìu. Đúng không ạ? In recurrence after surgery we also do this embolization of the testicular vein. Chúng ta gặp là những cái trường hợp mà giãn tĩnh mạch tinh thì sau khi phẫu thuật chúng ta có thể tiến hành là nút bằng coi. Hello professor Boye, I have a question. In which case tôi có một câu hỏi cho giáo sư Boye. Trong cái trường hợp nào giáo sư sử dụng cover stent phủ? Và trong trường hợp nào giáo sư sử dụng stent kim loại thông thường để đối với cả hội chứng tĩnh mạch chủ trên? Đối với cả thông thường phần lớn các cái ca thì tôi sử dụng các cái stent thường thôi. Và nếu mà trong trường hợp mà có những cái biến chứng ví dụ như là vỡ của cái mạch máu thì có lẽ là chúng tôi sẽ lựa chọn việc cân nhắc cái việc sử dụng stent phủ, còn thông thường thì chúng tôi ưu tiên sử dụng các stent trần thôi, stent không phủ. Tôi có một câu hỏi nữa giáo sư Boye. Ở đây chúng ta thấy rằng là cái điều trị cái hóa chất có kết quả rất là tốt đối với cả cái ung thư phổi. Và tôi thấy rằng là trong cái ca mà lâm sàng mà giáo sư báo cáo rất nhiều bệnh nhân là ung thư phổi và có khối chèn ép và tĩnh mạch chủ trên. When the response is very good. Và có trường hợp nào giáo sư gặp quá trình là trường hợp là di trú với stent mà khi mà bệnh nhân có đáp ứng điều trị do cái tình trạng mà thay đổi kích thước của khối u đáp ứng với điều trị hóa chất chẳng hạn, và lúc đấy thì giáo sư có thấy cái tình trạng di trú với stent tĩnh mạch chủ trên không? Chúng tôi thực tế rằng là không quan sát thấy cái tình trạng di trú với stent. Khi mà đáp ứng điều trị hóa chất. I think that there is very few migration with. Và trong thực tế thực hành lâm sàng thì tôi thấy rằng rất là ít những cái trường hợp mà di trú stent. Pathology with mediastinitis because the vein endothelium. Và trong y văn thì tôi cũng thấy rằng là một số trường hợp gặp ở những trường hợp u ở trung thất. Và những cái u trung thất này nó thay đổi vị trí thì nó hoặc là đáp ứng với điều trị thì cũng có thể gây ra tình trạng di trú stent. Và thông thường thì chúng tôi sử dụng những cái stent đủ dài để đảm bảo cái tình trạng mà tránh cái tình trạng di trú stent. Còn đối với trường hợp mà điều trị những trường hợp mà stent tĩnh mạch chủ trên đối với cả những u ác tính, ít khi chúng tôi gặp cái tình trạng mà di trú stent, mà trường hợp là chúng ta hay gặp là tái hẹp stent do u xâm lấn. I hope it will be more frequent, but the moment the to stent is late during the pathology and it's superior vena cava syndrome occur quite late during this pathology. And I have another question concerning your presentation. In case of the post radiation,
Và có một cái câu hỏi đối với bài trình bày giáo sư, đối với trong trường hợp mà bệnh nhân có xạ trị ở vùng ngực thì chúng ta thấy rằng là có những trường hợp mà tĩnh mạch chủ trên có thể hẹp, có khả năng là do sau khi xạ trị. Và đối với trường hợp này về mặt kỹ thuật thì chúng ta có cái có khác biệt gì với cả trường hợp mà ác tính đè ép tĩnh mạch chủ trên không ạ? Như vậy là trong trường hợp này chúng ta phải thấy rằng là nguy cơ vỡ của tĩnh mạch rất là cao, do đó mà chúng ta phải nong trước bằng bóng với áp lực thấp. Và nếu trong trường hợp mà xuất hiện vỡ của cái stent trong trường hợp tĩnh mạch chủ trên trong trường hợp này thì chúng ta phải sẵn sàng là đặt stent phủ. Như vậy cái tình trạng là vỡ stent thì vỡ tĩnh mạch chủ trên thì hay gặp hơn. Xin cảm ơn giáo sư. Và như vậy là đối với trường hợp mà bệnh nhân đã xạ trị vùng ngực thì chúng ta phải hết sức chú ý khi chúng ta nong và đặt stent của tĩnh mạch chủ trên. Not wait the good reason after the radiation therapy. Và chúng ta phải nằm bóng từ từ thôi. Okay, thank you so much. And Professor Thomas, I don't know if you can come back to the room. Giáo sư Thomas, tôi không biết là giáo sư có thể tham dự chúng tôi. Tôi thấy rằng là tôi có rất nhiều câu hỏi cho giáo sư Thomas và rất là nhiều yếu tố liên quan với việc chuyển hóa chất theo đường động mạch điều trị ung thư phổi. Và cái đấy là rất là mới đối với chúng tôi. Và tôi hy vọng rằng là có thể cơ hội để gặp giáo sư để trao đổi kỹ hơn về các cái thực hành lâm sàng. Và chúng ta chỉ còn 3 phút thôi, tôi không hiểu giáo sư có nghe thấy tôi hỏi câu hỏi không ạ? Về đặc biệt là những cái chỉ định mà chuyển hóa chất động mạch qua đường điều trị ung thư phổi qua đường động mạch thì không hiểu là cái sự phối hợp với lâm sàng của bên bệnh viện giáo sư có kinh nghiệm gì không ạ? Và chúng ta cần phải có những cái đòi hỏi gì đặc biệt ở bệnh viện của giáo sư không? No, we have no question about that from the pneumologist or oncologist until now. Okay, I think just Thomas come back. Thomas, we waiting for the answer. It's very important for us. Trong lúc chờ đợi thì tôi cũng dịch qua một số những cái câu hỏi đặc biệt tôi quan tâm đến cái bài báo cáo của thank you Thomas. Thank you, Thomas. Welcome back. Xin chào mừng trở lại giáo sư Thomas. Chúng tôi đang chờ đợi cái câu trả lời của giáo sư. Liên quan đến bài trình bày của giáo sư, tôi có một cái câu hỏi về cái kỹ thuật rất là mới. Bởi vì thực tế tôi đang làm việc tại bệnh viện ung thư. Và đây là lần đầu tiên tôi nói về cái việc mà chuyển hóa chất đường động mạch và điều trị ung thư phổi qua đường động mạch phổi. Tôi có hai câu hỏi cho giáo sư. Hiện tại chúng ta có cái quốc gia hay là hiệp hội nào chấp nhận cái việc chuyển hóa chất động mạch ung thư phổi qua đường động mạch hay không? Đây là câu hỏi đầu tiên tôi. Chúng ta sẽ bắt đầu trả lời câu hỏi của chủ tọa. Các bạn nghe rõ tôi không ạ? Tôi thấy rằng là cái đường truyền tín hiệu vậy không được tốt lắm nên tôi sẽ cố gắng trả lời câu hỏi của các bạn. Như chúng ta đã biết là gì, chúng ta có hai cái hướng điều trị tiếp cận đối với cả ung thư phổi. Và chúng ta có thể đi theo đường động mạch. Đối với cả cái động mạch phế quản hoặc là thứ hai là chúng ta có thể đi theo đường động mạch phổi.
you can decide it. Concerning the và chúng ta chụp cắt lớp vi tính để cái thì động mạch và thì tĩnh mạch để chúng ta đánh giá xem là cái protocol như nào, chúng ta sẽ lựa chọn đường tiếp cận ung thư phổi. Và tuy nhiên thực tế rằng nó chưa có guideline nào đâu. Và câu hỏi thứ hai là cái chỉ định cho cái điều trị hóa chất nút tắc mạch ung thư phổi. I think that's a very good question. First, tôi thấy rằng câu hỏi rất là hay. Chúng ta có hai cái chỉ định. Compression by problems of the vascularization. The second, một số trường hợp là những cái bệnh nhân có những tiền biến chứng thuật mạch máu do đè ép chẳng hạn. Và cái chỉ định thứ hai là chúng ta muốn phối hợp với các nhiều phương pháp và đặc biệt là chúng ta muốn giảm kích thước tối ưu, sau đó thì chúng ta sẽ phối hợp các điều trị phương pháp khác như là phẫu thuật hoặc chúng ta xạ trị hoặc là chúng ta đốt sóng cao tần, thì đấy cũng là một cái chỉ định. Và cái chỉ định thì tùy thuộc vào cái tính chất mạch máu của bệnh nhân, kích thước của khối u. Và khoảng 60% chúng ta thấy có đáp ứng một phần đối với cả cái tổn thương. Tôi đồng ý rằng đây là một biện pháp là không phải điều trị triệt căn. Mà chúng tôi cũng thảo luận câu hỏi này về có nên nút tắc mạch hay không ở trong cái khi mà chúng tôi thảo luận về cái điều trị khối u. Protocol. Sometimes we are now able to downsize by about 30%. And và so tôi thấy rằng là khi mà chúng tôi nút tắc mạch thì đôi khi chúng ta có thể giảm thiểu được cái khoảng 30% cái kích thước của khối u. Và thậm chí là có thể giảm kích thước của khối u tới 5 cm. Và xin cảm ơn. Tôi cũng không biết là các có không, nhưng mà tôi tóm tắt lại một chút. Tức là với cái câu hỏi là stent của cái tĩnh mạch chủ trên của giáo sư Louis Waye thì tôi có mấy cái câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là với những cái khối u ác tính nhưng mà đáp ứng tốt với điều trị ví dụ như là lymphoma thì là chúng ta có chờ đợi cái kết quả điều trị hay không? Thế thì câu trả lời là đối với cả những cái u mà có xu hướng đáp ứng tốt thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải chờ đợi cái đáp ứng. Nếu như mà nó không đáp ứng thì lúc đó chúng ta mới dùng stent. Cái câu hỏi thứ hai là với những trường hợp mà hẹp sau xạ trị thì chúng ta cần phải lưu ý cái gì? Thì hẹp sau xạ trị chúng ta phải rất cẩn thận bởi vì nong có thể là rách cái mạch ở trên. Thế cho nên là trong trường hợp đó là chúng ta cần phải rất là cẩn thận. Thế còn đối với cả câu hỏi về cái hội chứng mà cương tụ tĩnh mạch tiểu khung ấy, tôi hỏi là có gặp ở nam giới hay không thì câu trả lời là không biết cái câu đấy là chắc là cũng không có, nó chỉ gặp ở nữ giới thôi. Với cái câu với cái chủ đề là về cái tức là nút động mạch trong bệnh lý ung thư phổi ấy, thì tôi có hỏi hai câu hỏi. Một tức là cái protocol đã được phổ biến và đã được chấp nhận ở nước nào chưa. Thì ở Đức thì có khoảng độ 4 trung tâm đã áp dụng các cái này nhưng mà chưa ở đâu được chấp nhận và đưa nó vào guideline, cũng coi như là đây là những cái bước đi tiên phong. Cái câu hỏi liên quan đến là vậy thì chỉ định trong trường hợp nào. Thế thì là chỉ định trong những cái trường hợp mà muốn người ta muốn là downstaging xuống. Thế nhưng mà cái câu hỏi tiếp của tôi là nếu mà muốn downstaging thì chúng ta có thể là dùng hóa xạ trị để downstaging. Chúng ta có đợi cái sự thất bại của hóa xạ trị mới sử dụng các biện pháp đó hay không thì cũng chưa có những cái câu trả lời xác đáng. Tóm lại là đấy cũng là một cái hướng đi mà chúng ta cũng cần phải là quan tâm, nhưng mà hiện tại thì là chưa có những cái trường phái lớn được chấp nhận và chưa đưa qua các cái guideline. Đòi hỏi chúng ta cũng sẽ tìm hiểu thêm, nhưng mà đấy cũng là một cái gợi mở về cái hướng tư duy. Và tôi xin một lần nữa xin cảm ơn. Once again, thank you so much for the presentation. And we are run out of time. I'm very sorry to say that. But I hope that we can join again in another congress in AIA or in the radiology congress. Thank you so much. Goodbye. Thank you. Bye-bye. Enjoy your congress. Bye-bye. Bye-bye. Enjoy.